7. Thôi miên bằng ngôn từ, bí mật của tôi. Hãy tưởng tượng có một người nào đó gửi bạn một thông điệp quan trọng như sau. Bạn sẽ không quan tâm, đúng không? Vì nó quá kỳ lạ. Rồi rắm, bạn nhận ra có thể nó được viết bằng một ngôn ngữ khác và đó là tất cả những gì bạn có thể đoán được. Trừ phi bạn biết tiếng Ý, bạn sẽ làm gì vào lúc đó? Hiển nhiên, giải pháp tốt nhất chính là thông điệp đó theo tiếng mẹ đẻ. Làm thế nào bây giờ? Trong trường hợp này, bạn có thể lên một trang web về dịch thuật, gõ đoạn văn vào và nhanh chóng xác định được nội dung của thông điệp. Tôi sắp kể cho bạn nghe một bí mật triệu đô về nghệ thuật viết lời quảng cáo. Đây là một bí mật tôi chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai trên quả đất này. Tôi đã kể cho bạn nghe ngay lúc này, nếu bạn hứa giữ bí mật giúp tôi, đồng ý chứ? À, giờ thì hiểu rồi, bạn đã biết thông điệp nói gì và bây giờ bạn có thể tận hưởng nó, hành động theo nó hoặc mặc kệ nó. Nhưng chỉ ít là bây giờ bạn đã có sự giao tiếp với nó, thư giãn, thở đều, mỉm cười. Tóm lại, diễn dịch chính là thuật ngữ chính xác tôi dùng để gọi tên công việc viết thư chào hàng. Một khi người nào đó cho tôi cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng các phần mềm vi tính mới và nhờ tôi viết một lá thư chào hàng để quảng cáo nó, việc tôi làm chính là diễn dịch cuốn cẩm nang đó. Nói cách khác, công việc này hệt như hoạt động của trang web dịch thuật kia. Tôi đọc cuốn cẩm nang để tìm hiểu xem phần mềm hoạt động như thế nào, rồi sau đó diễn dịch những thông tin đó thành lợi ích mà khách hàng quan tâm khi mua nó. Nhiều trường hợp, cuốn cẩm nang được viết cho người chuyên môn, giống như tiếng Ý được phát minh dành riêng cho người Ý. Tôi phải dịch thuật cả hai để họ có thể hiểu và cảm nhận chúng. Nếu không, bạn sẽ chẳng quan tâm đến những gì tôi viết. Đây là một ví dụ có thể làm sáng tỏ vấn đề trên. Vừa rồi, tôi được thuê viết lại một tờ bướm quảng cáo. Khách hàng đưa cho tôi bản thảo của họ. Nó khá tốt. Có những dòng chữ như lần cuối cùng bạn cảm thấy khỏe khoắn là khi nào. Không có vấn đề gì với câu này, nhưng tôi tìm ra một cách diễn dịch lại câu đó thành một câu mới, dễ hiểu hơn, cảm xúc hơn và có ý nghĩa hơn. Và tôi chỉ cần sửa một từ duy nhất tôi viết, lần cuối cùng bạn cảm thấy thật tuyệt vời là khi nào. Câu diễn dịch mới có khả năng giao tiếp với khách hàng tốt hơn, có khác biệt với tương tự như khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Ý khi cùng diễn đạt một ý. Như Mark Twain từng nói, đó là sự khác biệt giữa sấm chớp và đom đóm. Nhưng có lẽ ví dụ trên còn quá đơn giản. Ở một vị trí khác, trong tờ bướm, khách hàng muốn thể hiện ý tưởng về kìm nén cảm xúc và những tác hại của nó, nhưng từ ngữ của họ sử dụng đều ổn, cũng như văn bản tiếng Ý tôi vừa cho các bạn xem, nhưng chúng không giao tiếp được với khách hàng theo cách mà họ quan tâm, thế nên tôi diễn dịch lại cả những từ ngữ đó. Kìm nén cảm xúc là những quả bom nổ chậm. Việc bạn dồn nén cảm xúc của mình đồng nghĩa với việc bạn đang chôn sống nó. Bạn thấy sự khác biệt rồi chứ? Tôi làm điều này trong mọi bản thảo quảng cáo. Tôi tiếp nhận mọi thứ khách hàng cung cấp cho tôi và diễn dịch chúng thành những lợi ích với ngôn ngữ rõ ràng và cảm xúc thực sự ẩn đằng sau nó. Và cũng giống như học ngoại ngữ, việc này đòi hỏi thời gian khổ luyện. Tôi cầm bản thảo, bắt đầu vận động phần tâm trí chuyên đảm trách việc viết nội dung và diễn dịch các từ ngữ đã có thành những từ ngữ mà bạn có thể hiểu. Tôi cũng có làm công việc diễn dịch lời quảng cáo kèm với bài viết PL. Ví dụ, tháng trước, tôi được thuê viết một bài PL cho cuốn sách của một khách hàng. Tôi đã viết tiêu đề như sau: Sách mới dạy giao tiếp hiệu quả hơn. Để cập nhật tiếp nội dung quyển sách, nhưng đó là cách diễn đạt trong tiếng Ý, nó không có hồn, cũng chẳng bao giờ những điểm mà hầu hết các biên tập viên duyệt bài đều muốn thấy. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu kỹ hơn về tác giả cuốn sách, tôi đã thay tiêu đề cũ bằng một câu hoàn toàn mới. Nữ cố vấn Lầu Năm Góc tiết lộ bí kíp thành công. Phương án này rõ ràng thuyết phục hơn hẳn. Tất cả những gì tôi đã làm là diễn dịch cuốn sách của bà ấy thành những tin tức thú vị, tương tự như dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh, tương tự như dịch tiếng Anh thành cảm xúc. Tôi đã diễn dịch ngôn từ thành sức mạnh. Vậy đâu là bí kíp để trở thành nhà diễn dịch xuất sắc? Tôi có thể mượn một câu nói từ
Hàng tá sách về marketing có ý nghĩa liên quan đến trả lời câu hỏi này, nhưng tôi quyết định chọn một quyển xuất bản năm 1965 mà tôi vừa đọc hôm nay. Nó được viết bởi Robert Conlin với nhan đề Sức mạnh của tính cách nam châm. Tác giả viết rằng, nói một cách đơn giản, ý tôi là một khi bạn nêu một thông tin, đừng quên miêu tả rằng thông tin đó sẽ có lợi cho người đối diện như thế nào. Bí kíp chỉ đơn giản là thế, đó là điều mà tôi nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm qua. Dẹp cái tôi của bạn sang một bên và thâm nhập vào cái tôi của người đọc. Hãy viết dịch những điều bạn muốn nói thành những ngôn từ và ý tưởng đơn giản mà người đọc của bạn quan tâm và có thể nắm bắt được. Tôi hy vọng mình vừa làm được điều đó trong chương này. Tôi mở đầu chương bằng cách kể cho bạn nghe về công việc viết thư chào hàng của tôi, nhưng tôi không nói thẳng rằng tôi viết dịch mọi lời nói thành thư chào hàng, vì như vậy sẽ có nguy cơ bạn không hiểu điều tôi muốn nói. Thay vào đó, tôi muốn miêu tả bằng ví dụ cụ thể, nếu bạn thực sự nắm bắt được vấn đề, tất cả là vậy đấy. Giờ thì bạn đã biết bí mật của tôi rồi đấy, hãy thực hành và diễn dịch những thư chào hàng, một quảng cáo và những tin bài mà bạn thành những tuyệt tác triệu đô, cùng thưởng thức nào. 8. Bạn không có quyền ép tôi đọc một lá thư dở tệ. Năm 1994, tôi mở một khóa học dạy về thôi miên bằng ngôn từ và nghệ thuật bán hàng thôi miên cho 10 người. Học phí là 5.000 đô cho mỗi học viên. Tôi mở đầu bài học bằng câu chuyện sau. Ngày hôm qua, tôi nhận được một bưu kiện FedEx và tôi rất háo hức muốn đọc lá thư đi kèm của nó. Lý do trước nhất, nó được gửi bởi FedEx quá đủ để khiến tôi chú ý. Thứ hai, nó có kèm một tờ 20 đô, cũng khiến tôi tò mò luôn. Tôi quyết định đọc nó bằng mọi giá. Lá thư được viết như sau. Ron Vitor thân mến, tôi có thể đề nghị chỉ muốn chia sẻ cho một mình anh mà thôi. Nó sẽ giúp anh kiếm được một chồng những tờ 20 đô hấp dẫn chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần. Trước khi tiếp tục, để tôi giải thích lý do vì sao tôi viết cho anh lá thư này. Sau đó anh ta tự giới thiệu tên. Tên tôi là và tôi sẽ không tiết lộ tên anh ta. Sau đó anh ta nói, tôi đang rơi vào một mớ bỏng bong và cần gấp 10.000 đô trong tháng này. Có 3 lý do cho cớ sự này của tôi. Thứ nhất, tôi không muốn giữ lời hứa với một người bạn đang nhập ngũ. Tôi muốn giữ lời hứa với một người bạn đang nhập ngũ. Tôi đã nói anh ta rằng tôi sẽ sắm một chiếc mô tô trước khi anh ta trở về từ chiến trường sa mạc. Tác giả bức thư tiếp tục. Thứ hai, thời gian gần đây tôi có một vài quyết định sai lầm liên quan đến tiền bạc và hiện giờ tôi thực sự không có khả năng chi trả cho bất cứ điều gì. Nói cách khác là tôi đang túng quẫn. Thứ ba, tôi đã đi nghỉ mát từ ngày 13 cho đến ngày 29 tháng này và tôi muốn mình có thể làm được nhiều điều trong kỳ nghỉ ấy. Ít ra tôi cũng muốn mình có đủ tiền để về quê thăm ông bà của tôi ở Fort Worth và tận hưởng nơi đây. Anh ta kể về nơi anh ta đang sinh sống, sau đó nói muốn hợp tác với tôi một công ty. Qua đến tờ thứ hai, anh ta giới thiệu mình là một chuyên gia marketing và anh ta muốn tôi giúp anh ta gửi email cho tất cả khách hàng trong danh sách của anh và cả của tôi về dịch vụ của anh. Anh nói tôi đã sẽ đặt cọc trước cho anh khoảng 5.000 đến 25.000 đô, tùy theo lợi nhuận tổng cộng mà tôi nghĩ tôi có thể ra giá với các khách hàng. Giá trị đặt cọc khoảng từ 5 đến 50% tổng lợi nhuận, tiền đặt cọc sẽ phải được thanh toán trên cơ sở giá cả cuối cùng được thống nhất và anh ta tiếp lời, tôi sẽ chia cho anh 50% lợi nhuận. Anh ta kết thúc lá thư cho tôi tên, số điện thoại của anh ta và yêu cầu tôi gọi cho anh ta để bàn tiếp. Trong phần tái bút anh ta còn viết thế này: trong trường hợp anh vẫn không hiểu vì sao có một tờ 20 đô kèm với lá thư này, đó là vì tôi hy vọng sẽ có cơ hội gửi cho anh một chồng những tờ tiền tương tự trong vòng vài tuần tới khi anh đồng ý hợp tác. Sau khi kể xong, tôi nhìn 10 học viên trong lớp và hỏi, lá thư này có khả năng thôi miên không? Người nói có, người bảo không, cũng có người trả lời có thể. Bạn nghĩ sao? Lá thư trên có thuyết phục không? Với tôi, lá thư này chẳng thể xui khiến được ai. Nếu không muốn nói, nó là một lá thư dở tệ. Tôi gửi trả 20 đô vì anh ta đang túng quẫn. Lẽ ra tôi đã đốt nó đi, nhưng do tôi cần địa chỉ được ghi trên
Tờ thư thứ hai thì gửi trả nên tôi không làm thế nào và đưa nó về với khổ chủ. Tại sao lá thư này không thuyết phục? Theo cá nhân tôi, trước nhất nó đã thành công trong việc khiến tôi chú ý, vì đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng của một bản thảo tốt. Anh ta gửi nó cho tôi bằng FedEx, thể hiện sự trang trọng, 20 đô, rất to, rất đáng tò mò. Lá thư có được một mở bài ấn tượng. Tôi có một đề nghị chỉ muốn chia sẻ cho một mình anh mà thôi. Nó sẽ giúp anh kiếm được một chồng những tờ 20 đô hấp dẫn chỉ trong vài vòng 1 đến 2 tuần. Rất tốt, anh ta quả thực đang nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, từ lúc đó trở đi, anh ta chỉ toàn nói về mình. Đầu tiên, anh ta bảo mình đang cần một chiếc mô tô. Tôi chẳng quan tâm vì đó là việc của anh ta. Anh ta nói muốn mua xe máy để giữ lời hứa với một người bạn. Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm xem anh ta có thể thất hứa với ai hay không. Lý do thứ hai, anh ta bảo mình vừa có một vài quyết định sai lầm trong chuyện tiền bạc, rằng anh ta đang túng quẫn. Tôi không quan tâm, có thể tôi có quan tâm nếu anh ta diễn đạt điều đó bằng cách khác. Nhưng dù gì thì túng quẫn cũng không phải là chuyện hiếm trong cuộc sống này. Anh ta bảo anh ta đang túng quẫn nhưng lại tỏ ý muốn làm chuyện kỳ lạ. Thứ ba, anh ta bảo rằng mình đang đi nghỉ mát. Tôi cũng chẳng có lý do gì để quan tâm. Anh ta muốn tranh thủ thời gian nghỉ mát để kiếm sống. Sau đó anh ta yêu cầu tôi giúp anh ta gửi email cho các khách hàng trong danh sách của cả hai, rồi tự nhận mình là một chuyên gia marketing. Đâu có bằng chứng chứng minh điều đó. Do vậy, những gì anh ta nói thực sự rất đáng ngờ. Tôi thì nghĩ rằng gã này chẳng biết mình đang nói gì. Sau đó, anh ta bảo muốn trả trước cho tôi 5.000 đô đến 25.000 đô để có được danh sách khách hàng của tôi để làm marketing, cũng là nghề của tôi. Tại sao tôi phải bán khách hàng của mình cho anh ta để anh ta cuốn đi nửa số lợi nhuận lấy ra thuộc về tôi? Tất cả những gì anh ta nói về vô bổ đều vô bổ. Hiển nhiên, còn phần tái bút. Trong trường hợp anh vẫn không hiểu vì sao có tờ 20 đô kèm với lá thư này, anh ta muốn giúp tôi kiếm tiền cũng tốt. Tuy nhiên, lúc đó mọi thứ đều vô nghĩa vì trước đó anh ta đã đánh mất lòng tin của tôi bằng những thông tin tự lăng xê bản thân. Điều đó cho thấy một lá thư đó được viết một cách thuyết phục bằng nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Nó sẽ tập trung nói về người đọc là tôi chứ không phải anh ta. Đây là một điều mà các bạn cần phải nhớ. Thôi miên bằng ngôn từ chỉ xảy ra khi bạn thoát khỏi cái tôi của bản thân và thâm nhập vào cái tôi của người đọc. 9. Thôi miên bằng ngôn từ là gì? Gần đây tôi có một buổi nói chuyện với ở hội nghị về thôi miên lớn nhất thế giới. 2.000 chuyên gia thôi miên từ khắp nơi hội tụ về đây để nghe tôi diễn thuyết về thôi miên bằng ngôn từ. Tôi cho họ biết rằng thôi miên bằng ngôn từ là một hình thức của thôi miên trong trạng thái tỉnh. Thôi miên trong trạng thái tỉnh là một thuật ngữ được Wesley Webb phát minh năm 1924 và xuất hiện lần đầu trong cuốn sách Đại cương về tâm lý học dị thường năm 1929. Ông muốn phân biệt giữa hai khái niệm thôi miên trong trạng thái ngủ, có ý phân biệt giữa và trạng thái ngủ có ý thức và thôi miên trong trạng thái tập trung tỉnh táo. Nói cách khác, mỗi khi nhắc đến thôi miên truyền thống, người ta nghĩ ngay đến hoạt động nhắm nghiệp mắt nhưng vẫn duy trì được ý thức. Well, đề xuất rằng người ta vẫn có thể bị thôi miên dù mắt đang mở. Về sau, trong cuốn sách Thôi miên trị liệu xuất bản năm 1964, Đa Hyman định nghĩa thôi miên trong trạng thái tỉnh như sau: khi các hiệu ứng thôi miên phát huy tác dụng và không thông qua trạng thái thôi miên trong trạng thái cũng phải ma thuật huyền bí, đó cũng là một loại trạng thái bị hấp dẫn bởi một bộ phim hay hoặc bị cuốn hút bởi một cuốn sách tuyệt vời, hoặc trạng thái lơ tơ mơ thường gặp khi lái xe đường dài. Mỗi một hành động tôi vừa kể chính là ví dụ của trạng thái tỉnh. Trạng thái tỉnh là một sự tập trung chú ý. Bạn đang tập trung quá nhiều vào một thứ gì đó đến nỗi gần như quên hết mọi thứ khác ở xung quanh. Mỗi khi đọc được một cuốn sách hấp dẫn, bạn sẽ có thể rơi vào trạng thái lơ mơ độ nhẹ vì mắt bạn vẫn mở, nên đây được gọi là trạng thái tỉnh. Trong một khóa học nổi tiếng về quảng cáo bằng thư từ vào năm 1956, khóa học thôi miên chớp nhoáng, một nhà thôi miên vô danh đã tuyên bố bất kỳ điều gì bạn đang bất kỳ điều gì bạn làm mà có ảnh hưởng
gây phản ứng nơi người đối diện bởi những hình ảnh tinh thần bạn đang suy nghĩ trong đầu, đó chính là thôi miên trạng thái tỉnh. Chỉ cần thay thế từ người đối diện bằng người đọc và thay thế thôi miên trong trạng thái tỉnh bằng thôi miên bằng ngôn từ trong câu trên, bạn sẽ tìm ra được một định nghĩa của thôi miên bằng ngôn từ. Nó sẽ như thế này. Chỉ cần thay thế người đối diện bằng bất kỳ điều gì bạn làm có thể có khả năng gây phản ứng nơi người đọc bởi những hình ảnh tinh thần bạn đang suy nghĩ trong đầu, đó chính là thôi miên bằng ngôn từ. Tất nhiên, loại hình thôi miên bằng ngôn từ mà bạn và tôi đang quan tâm chủ yếu dành cho việc bán hàng, đó là lý do vì sao tôi định nghĩa như sau. Thôi miên bằng ngôn từ là việc vận dụng ngôn từ một cách có chủ đích nhằm dẫn dắt người đọc vào một trạng thái tinh thần tập trung mà trong đó họ có xu hướng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Lần nữa, thôi miên bằng ngôn từ là một dạng thôi miên trong dạng trạng thái tỉnh được đặc trưng bởi sự tập trung chủ yếu của người bị thôi miên. Nó là một trạng thái mà bạn hoàn toàn cởi mở tỉnh táo nhưng lại tập trung hoàn toàn bộ sự chú ý vào một thứ gì đó. Thôi miên bằng ngôn từ là được sự trạng thái này thông qua việc sử dụng ngôn từ một cách khéo léo để tạo ra những trải nghiệm tinh thần. Nói cách khác, bạn sẽ làm cho người khác quan tâm đặc biệt đến trong web, email và thư chào hàng của bạn mà không muốn chút đắn đo. Và nếu bạn làm tốt, hành động thôi miên bằng ngôn từ của bạn sẽ khiến cho người đọc phải mua hàng của bạn. Tất cả những điều này sẽ trở nên rõ ràng khi hướng dẫn bạn trải qua các bước thực hiện và bí kíp làm thế nào để trở thành hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ. Nhưng trước hết, hãy xem xét một ví dụ của thôi miên bằng ngôn từ. Hãy hoàn thành bài kiểm tra sau. Xem hình 9.1, chụp một cây bút massage. Đây chính là cây viết thông thường, nó có thể dùng để viết và đỉnh chóp của nó như trong hình còn có một đầu massage, ấn nó lên da và bạn sẽ được massage. Tôi biết nó chẳng có gì nhiều, nhưng còn bạn, bạn sẽ viết gì để quảng cáo cho sản phẩm này và làm cho khách hàng muốn mua nó? Hãy viết đoạn văn của bạn dưới đây. Nào, giờ là lúc tìm hiểu xem cây bút này đã được một website trên mạng quảng cáo như thế nào. Miêu tả sản phẩm: cây bút bi độc đáo bằng kim loại có lắp đầu massage, chất liệu kim loại chắc chắn, thiết kế đẹp, chức năng massage đã được cấp bằng sáng chế, ngòi bút thay thế được, sử dụng pin. Rồi, đoạn văn trên đây là khả năng thôi miên không? Tôi không nghi vậy. Nó có thông tin nhưng chẳng cung cấp lý do hay những lợi ích mà bạn quan tâm liên quan đến những thông tin đó. Kết quả nhạt như nước ốc. Bây giờ đây là bài quảng cáo cho cây bút massage được viết lại bởi một chuyên gia viết lời quảng cáo thiên tài đến từ trang web http://www.stupi.com. Tưởng tượng bạn là một chuyên gia massage nhỏ gọn để mang cho mình túi áo mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào bạn cần, bạn luôn có thể yêu cầu chuyên gia massage bé nhỏ này xoa bóp những cơ bắp mỏi mệt nhoài của bạn và xua đi sự căng thẳng trong bạn. Bây giờ hãy tưởng tượng chuyên gia massage này còn có một đầu bi và chạy bằng pin. Hẳn nhiên bạn không cần phải chờ số phận sắp đặt cho bạn tìm thấy một chuyên gia massage có đầu bút pin như thế, vì điều tốt nhất thực sự đang chờ bạn. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn về bút bi massage đầu tiên của thế giới. Rồi, đoạn văn trên có khả năng thôi miên không? Hẳn hiển nhiên là có rồi. Trước khi qua chương kế tiếp, hãy cho tôi viết vài cảm nhận của bạn về đoạn văn này. Vì sao bạn nghĩ nó có khả năng thôi miên? Mười, thôi miên bằng ngôn từ một cách hợp một trường hợp nghiên cứu. Anh bạn Peter Stisler đã chỉ cho tôi bài viết quảng cáo này. Anh muốn sử dụng nó trên website của mình. Hãy đọc nó và cho tôi biết cảm nhận của mình. Khám phá lý do tại sao chuyên gia thôi miên thành công nhất cả nước tiếp tục giúp đỡ rất nhiều người có được những bước đột phá khó tin và trở nên giàu có khủng kinh khủng. Qua 26 năm, lời tuyên bố của ông: "Tôi sẽ giúp các bạn, những con người bình thường trở thành những người phi thường" đã được minh chứng mà bằng hàng triệu trường hợp trên khắp thế giới thành công trong việc thay đổi cuộc sống. Ông đảm bảo bạn sẽ là một sự tin tưởng vô song, thu thập cá nhân ngất ngưỡng và một cuộc sống đẳng cấp mỗi ngày. Bạn sắp được chứng kiến hệ thống phát triển con người vĩ mô của ông, sự vận hành một cách chu đáo và chính xác để giúp bạn
Vâng, giờ thì bạn có thể đọc tiếp để tạo cho mình một sự thay đổi cá nhân nớt tàn nhưng lớn lao đủ để cuộc sống phải thuần phục bạn. Nào, có phải bạn đang cố gắng đạt lấy tất cả những gì mình có thể, tất cả những gì bạn muốn, tất cả những gì bạn tin là mình nên có, ngoài những sinh hoạt thường ngày và những công việc đã được lập trình sẵn vào để làm để nhằm mục đích vươn lên trong cuộc sống, được không? Tại sao không? Bạn có đủ sự tự tin, động lực, quyết tâm và năng lực để tiến bộ, để đạt được thành công, điều mà bạn nghĩ mình nên có, điều mà bạn thực sự cần để làm giàu nhanh chóng cho cuộc sống. Nếu không, tại sao không? Có phải bạn đã được lập trình để phát huy những phẩm chất, những nỗ lực phi thường có khả năng đưa bạn một cách vững vàng và chắc chắn đến mức phát triển cao hơn, những thành tựu rực rỡ hơn và mức thu nhập tốt hơn? Nếu không, tại sao không? Tất cả khi bạn cho rằng bạn đang làm việc rất chăm chỉ, cố gắng hết mình và nỗ lực một cách kiên định về thành đạt hơn, bạn có thể nhận thấy mình là chỉ mới đổi vị trí mà thôi, rằng thực ra mình vẫn đang trong tình trạng dậm chân tại chỗ, điều đó có ổn hoặc tốt với bạn, bạn vẫn không nhìn thấy, không cảm thấy được sự tiến bộ của bạn muốn, cái cảm giác chiến thắng mà bạn nghĩ từ tận đáy lòng mình xứng đáng có được. Nếu thế thì tại sao lại như vậy? Bạn có thể thấy rằng phát triển bản thân là đạt được những mục tiêu về tài chính, có những việc quá xa vời, một cuộc sống đầy ắp sự kiêu hãnh, niềm sung sướng dạt dào, sự thành công lớn lao mà bạn nhìn thấy người khác có được có vẻ quá bất khả thi với bạn, kiểu như muốn sở hữu nó nhưng vì một vài lý do mà mãi vẫn không có được. Nếu như thế thì tại sao như vậy? Và bạn có thấy mình đang tốt lên đáng kể và dứt khoát cuộc sống của bạn có thể giàu có hơn nhờ nỗ lực từng ngày của bạn. Quả thật, có phải bạn đang trở nên tốt hơn, tiến bộ hơn, thành công hơn và có nhiều lĩnh vực trong cuộc sống nhờ những hy vọng, mơ ước và sự cố gắng không mệt mỏi mà bạn đã dốc vào? Nếu không, tại sao không? Bây giờ dừng lại một chút và suy ngẫm, xác định một cách thực sự trong bản thân của bạn và cả cuộc sống của bạn sẽ đòi hỏi những gì nếu như bạn có đầy đủ những điều kiện thuận lợi và tiến hành mọi thứ đúng như ý bạn muốn. Thay vì chỉ suy ngẫm, bạn thậm chí có thể hành động ngay lập tức, bởi vì giờ đây bạn sẽ có thể vững bước và kiểm soát được những nhân tố tinh thần để đạt được thành công tối thượng trong những lĩnh vực này. Điều này liệu có khả thi? Có chứ, chính bạn sẽ làm được, chắc chắn. Tìm hiểu xem bạn có muốn bắt đầu định hướng cuộc đời của mình bằng những điều sau: sự tự tin vô song, lòng tự trọng để hành động, lòng dũng cảm và có sự thẳng thắn được phản ánh từ những cảm nhận về giá trị bản thân, khả năng định đoạt nhờ vào mục tiêu tài chính và thu nhập cao hơn và những chiến lược, sự làm việc chăm chỉ để đạt được chúng một cách trọn vẹn. Hành động và các hoạt động hàng ngày hiệu quả có thể tạo ra những kết quả thành công tột đỉnh, khả năng gây ảnh hưởng bằng giao tiếp tự nhiên, thoải mái và hoàn toàn chân thành, khả năng dễ dàng kết nối với những người giỏi và hình thành những mối quan hệ tích cực và bền vững từ đây. Thái độ dám đòi hỏi và đạt được điều bạn muốn, điều khiển được số phận thay vì xuôi theo đám đông, sở hữu những năng lực và kỷ luật giúp bạn hoàn thành mọi công việc dự định hoặc các yêu cầu cho đến khi chúng được hoàn thành mỹ mãn. Mỗi sáng thức dậy với tâm trạng an lành, tích cực, tinh thần phấn chấn và những dự cảm thành công cho ngày mới, phát huy mọi khả năng, tiềm năng và năng lực xuất chúng mà bạn biết mình có thể chuyển hóa chúng thành những kết quả thực sự. Cảm thấy mạnh mẽ về mặt tinh thần và cảm xúc, tràn đầy năng lượng để nhận thức, hành động và biến cơ sở thành những thành quả thực sự của bản thân. Cảm nhận một động lực, có sự tự tin dâng trào để lên tiếng, hành động và bắt đầu làm những điều tốt nhất cho bản thân mà trước giờ bạn vẫn có thói quen đùn đẩy cho người khác. Tìm thấy chỗ đứng thực sự của mình trên quả đất này, lên sống của bạn, sống cuộc đời của chính bạn, tận hưởng những mối quan hệ, tiền bạc, niềm vui sướng và sự vẹn toàn, hoàn toàn cởi bỏ quá khứ sau lưng và những di chứng của nó, từ bỏ mãi mãi những thói quen tiêu cực gây kiềm hãm hoặc hủy hoại bản thân bạn, tận hưởng những năng lượng mới tích cực
và phù hợp với bạn, trao quyền cho bạn, giúp bạn tiến bộ và vươn lên trong cuộc sống, xây dựng một tư duy tích cực phục vụ tốt cho sức khỏe, sự phát triển nhân cách và khả năng thể hiện của bản thân một cách rõ ràng, khám phá bản thân, tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề muôn thuở của bản thân mà trước giờ bạn đã tìm mãi trong tuyệt vọng nhưng vẫn không thấy. Thành công của bạn chẳng bao giờ là tình cờ mà là kết quả của các chiến lược, hành động, là một khung kỷ luật bản thân được thực thi đều đặn nhằm vượt qua cái tôi bé nhỏ và bước vào một cuộc sống đầy năng lượng với cái tôi tối thượng. Rồi tôi sẽ viết lại mẫu quảng cáo này, làm cho nó hấp dẫn và thôi miên hơn. Khám phá lý do tại sao chuyên gia thôi miên thành công nhất cả nước, tiếp tục giúp đỡ tất cả người có được những đột phá khó tin và trở nên giàu có kinh khủng. Qua 26 năm, với tuyên bố của ông, tôi sẽ giúp các bạn, những người bình thường trở thành những người phi thường, đã được minh chứng với hàng triệu trường hợp trên khắp thế giới, thành công trong việc thay đổi cuộc sống. Ông đảm bảo bạn sẽ là một sự tự tin vô song, thu nhập cá nhân nhất ngưỡng, là một cuộc sống đẳng cấp mỗi ngày, phần thưởng vào phút cuối, tinh thần thép, sự tự tin, phá vỡ mọi giới hạn bản thân, hình thành một tư duy táo bạo và ngẩng cao đầu trước cuộc sống và đạt được thành quả, được đảm bảo bởi chuyên gia thôi miên thể thao hàng đầu thế giới. Bây giờ, hãy nhanh tay mua Tư duy táo bạo, ba quyển sách của bestseller của thế giới kết hợp với nhau thành một hệ thống tuyệt vời, giúp thay đổi cuộc sống tuyệt đỉnh của bạn. Bạn muốn sở hữu cái nào trong các yếu tố sau đây? Sự tự tin vô song, lời tự trọng để thành công, để hành động, lòng dũng cảm và sự thẳng thắn được phản ánh từ những cảm nhận về giá trị bản thân, khả năng định đoạt nhờ vào mục tiêu tài chính và thu nhập cao hơn, và những chiến lược, sự làm việc chăm chỉ để đạt được chúng một cách trọn vẹn. Hành động và các hoạt động hàng ngày hiệu quả có thể tạo ra những kết quả thành công tột đỉnh, khả năng gây ảnh hưởng bằng giao tiếp tự nhiên, thoải mái và hoàn toàn chân thành, khả năng dễ dàng kết nối với những người giỏi và hình thành những mối quan hệ tích cực và bền vững từ đây, thái độ dám đòi hỏi và đạt được điều bạn muốn, điều khiển được số phận thay vì xuôi theo đám đông, sở hữu những năng lực và kỷ luật giúp bạn hoàn thành mọi công việc, dự định hoặc các yêu cầu cho đến khi chúng được hoàn thành mỹ mãn, mỗi sáng thức dậy với tâm trạng an toàn, an lành, tích cực, tinh thần phấn chấn và những dự cảm thành công cho ngày mới, phát huy mọi khả năng, tiềm năng và năng lực xuất chúng của bạn, biết bạn có thể chuyển hóa chúng thành những kết quả thực sự, cảm thấy mạnh mẽ về mặt tinh thần và cảm xúc, tràn đầy năng lượng để nhận thức, hành động và biến cơ hội thành những thành quả thực sự của bản thân, cảm nhận một động lực và sự tin tưởng dâng trào để lên tiếng, hành động và bắt đầu làm những điều tốt đẹp cho bản thân mà trước giờ bạn vẫn có thói quen đùn đẩy cho người khác, tìm thấy chỗ đứng thực sự của mình trên quả đất này, để sống của bạn, sống cuộc đời của chính bạn, tận hưởng những mối quan hệ, tiền bạc, niềm vui sướng và sự vẹn toàn, hoàn toàn cởi bỏ quá khứ sau lưng và những di chứng của nó, từ bỏ mãi mãi những thói quen tiêu cực gây kìm hãm hoặc hủy hoại bản thân bạn, tận hưởng những năng lượng mới tích cực và phù hợp với bạn, trao quyền cho bạn, giúp bạn tiến bộ và vươn lên trong cuộc sống, xây dựng một tư duy tích cực phục vụ tốt cho sức khỏe, sự phát triển nhân cách và khả năng thể hiện bản thân một cách rõ ràng, khám phá bản thân, tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề muôn thuở của bản thân mà trước giờ bạn đã tìm mãi trong tuyệt vọng nhưng vẫn không thấy. Thành công của bạn chẳng bao giờ là tình cờ, mà là kết quả của những chiến lược, hành động và một khung kỷ luật bản thân được thực thi đều đặn nhằm vượt qua cái tôi bé nhỏ và bước vào một cuộc sống đầy năng lượng với cái tôi tối thượng. Hay viết ra càng nhiều càng tốt những nhận xét của bạn về lý do vì sao một quảng cáo này khác biệt và thu hút hơn bản gốc. 11. Bí mật tình thương mến thương. Chắc hẳn bạn đã phát hiện ra điều gì đó trong trang web Stupid tôi vừa chia sẻ với bạn ở phần trước, cũng như bản gốc và bản thảo viết lại của một quảng cáo của anh ta tôi và bạn vừa đọc xong. Tôi nên lưu ý đến nó trong lúc đang đọc quyển sách này, vì thực chất bạn sẽ cảm thấy nó trong một trong mọi văn bản có tính chất thôi miên. Tôi đang nói đến vấn đề gì ấy nhỉ? Sự thân mật.
Khi bạn đọc những nội dung trong web Steelpeace, bạn hẳn là cảm nhận được một cá tính nào đó đằng sau các con chữ. Cũng như khi bạn đọc được những từ ngữ này của tôi, bạn có thể cảm nhận được phần nào tính cách của tôi. Đây là một trong những bí kíp tuyệt vời nhất để thành công trong nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Khách hàng mua hàng từ những người họ thích. Khi bạn cho phép cá tính của mình được thể hiện, người đối diện sẽ cảm nhận được sự thân thiện nơi bạn. Họ bắt đầu tin tưởng bạn và thích bạn. Mối giao hảo được hình thành từ đây, dẫn đến hành động mua và bán. Tất cả những chuyên gia viết lời quảng cáo vĩ đại mà tôi biết đều viết bằng giọng văn của riêng họ. Họ không cố gắng bắt chước ai cả. David Ogilvy viết theo phong cách đạo David Ogilvy, Dan Kennedy viết theo Dan Kennedy, Ron Vitter viết theo kiểu của Ron Vitter. Tôi không cố gắng bắt chước Dan hay là David và họ cũng chẳng bắt chước tôi. Đây là một bài học vô cùng giá trị vì thông điệp của nó chính là đừng cố bắt chước thần tượng của bạn. Lưu ý, nghiên cứu bản thảo của những người viết xuất chúng là một cách tốt để học hỏi phương pháp làm việc của họ. Tôi chỉ không muốn bạn trở thành họ. Đừng cố gắng chỉ để làm hài lòng những giáo viên đã từng dạy bạn viết văn thuở cấp sách đến trường, hay quên hết những gì bạn đã học về phương pháp viết văn bản ở trường. Từ giờ trở đi, bạn được phép viết theo bất kỳ phong cách nào mà bạn thấy phù hợp với mình. Nếu bạn thích từ lóng, cứ việc sử dụng từ lóng. Nếu bạn đến từ một quốc gia khác, đừng ngại thể hiện những giá trị quốc hồn và quốc túy trong bản thân mình. Nếu bạn thích kể chuyện cười, cứ việc kể. Phong cách của bạn chính là tiếng nói của bạn. Và tiếng nói của bạn sẽ tạo nên một thứ tình thương, mến thương mãnh liệt giữa bạn và người đọc. Bây giờ thì hãy lưu ý, tôi không có ý khuyến khích bạn viết một cách thiếu động não. Tôi sẽ truyền đạt cho bạn một số công thức thuyết phục hữu ích trong cuốn sách này. Nếu bạn viết được theo phong cách riêng của mình và làm theo công thức của tôi, bạn sẽ tạo được hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ và nó có khả năng thôi miên bằng ngôn từ của bạn, không phải của tôi, cũng không phải của ai, của bạn. Tôi buộc phải nhấn mạnh điều này. Điều mà công chúng muốn là tiếng nói, tiếng giọng văn hoàn toàn mới. Họ muốn đọc những ngôn từ được viết bởi một người bạn mà họ tin cậy. Đó có thể là bạn. Đây là một bí mật triệu đô. Nhiều chuyên gia viết lời quảng cáo giỏi thường gọi điện cho một số người bạn của họ, yêu cầu người bạn đó nhận xét về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã bạ xe bán. Họ thu âm lại cuộc nói chuyện, sau đó nghe đi nghe lại để tìm ra các phương án của viết quảng cáo. Tại sao họ làm vậy? Khi chúng ta yêu cầu phải viết về một đề tài nhất định, một áp lực lực bên trong sẽ xuất hiện. Tất cả kiến thức và kỹ năng được học từ trước tràn đến đây tràn trề, nhấn chìm tiếng nói sáng tạo của riêng chúng ta. Nhưng khi nói ra được, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhà văn Mark Twain từng kết luận rằng, nếu chúng ta được dạy nói giống như cách chúng ta được dạy viết, tất cả chúng ta sẽ nói lắp. Thôi miên bằng ngôn từ sẽ xuất hiện khi bạn cảm thấy tự nhiên nhất, khi bạn không gò bó bản thân trong lúc viết, khi bạn tin tưởng vào bản thân, khi bạn là chính mình và thể hiện chính con người thật của bạn. Nó đến từ chính bản thân bạn.